Chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm hai phần. Phần thứ nhất đó là chia sẻ về sắc sự thật. Và phần thứ hai sẽ là phần cầu nguyện, bao gồm phần chiến dịch cầu nguyện và kinh Mân Côi. Và giờ đây chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ. Chúng ta phải làm gì trong cuộc đại bội giáo và việc đáp lại của chúng ta theo những hướng dẫn, theo sắc sự thật? Theo sắc sự thật thì chúng ta sẽ có 9 bước mà chúng ta có thể làm để giữ vững lòng trung thành với Chúa trong suốt cuộc đại bội giáo này. Thứ nhất, đó là đặt trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa. Bước thứ hai đó là thanh tẩy linh hồn chúng ta. Bước thứ ba đó là nhờ vào ơn chuyển cầu. Bước thứ tư đó là đền bù tội lỗi, cầu nguyện và ăn chay. Bước thứ năm là hãy cảnh giác với chủ nghĩa nhân đạo. Bước thứ sáu là hãy đứng vững. Bước thứ bảy là hãy siêng năng chầu thánh thể. Bước thứ tám đó là đừng sợ hãi. Và bước thứ chín đó là chia sẻ sắc sự thật. Và giờ đây con xin chia sẻ với quý ông bà và anh chị em hai bước đầu tiên. Đó là đặt trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa và thanh tẩy linh hồn chúng ta. Đầu tiên, chúng ta sẽ nghe một thông điệp của Chúa Giêsu cho bước thứ nhất, đó là đặt trọn niềm tín thác vào Chúa. Xin lưu ý, cụm từ tín thác vào ta đã được đề cập 175 lần trong sách sự thật. Do vậy, điều quan trọng hiển nhiên là chúng ta phải làm theo hướng dẫn của Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Thông điệp sách sự thật ngày 17 tháng 8 năm 2011, lúc 23 giờ. Làm thế nào để cầu xin ta giúp các con giải quyết những lo lắng của các con? Con gái yêu dấu của ta, ta đã ban cho con ân sủng tràn đầy để giúp con mạnh mẽ hơn nữa trong sứ vụ này bằng cách ban cho con thêm lòng tín thác. Hỡi con cái của ta, việc tín thác là điều rất quan trọng vì việc tín thác mang lại niềm vui cho thánh tâm ta khi ta cảm nhận tình yêu của các con dành cho ta. Tuy nhiên, chỉ khi các con thật sự tín thác vào ta và dâng tất cả nỗi lo âu của các con cho ta, khi đó ta mới có thể chăm sóc cho các con để các con có thể cảm thấy thật sự bình an. Biết bao nhiêu con cái của ta cầu nguyện theo ý riêng, ta lắng nghe từng lời một. Nhưng khi cầu nguyện với ta để xin những điều rất quan trọng cho các con phải loại bỏ sự sợ hãi của mình. Sợ hãi không đến từ ta, nó đến từ Satan. Hắn dùng nỗi sợ hãi như một mưu kế để gây đau khổ cho các con. Các con không biết điều này sao? Khi các con sợ hãi một điều gì, thì các con cảm thấy có một sự kìm kẹp đối với cuộc sống của các con. Các con càng sợ hãi thì vấn đề càng trở nên nhức nhối. Chỉ khi nào các con dừng lại và thưa với ta rằng: Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa tất cả những lo lắng của con trong sứ vụ này với lòng tín thác rằng vấn đề này giờ đây là của Chúa, để Chúa giải quyết thể theo thánh ý Chúa, thì khi đó tâm hồn các con mới được bình an. Hỡi con cái của ta, đây là những gì ta muốn nói về việc tín thác. Tín thác vào ta có nghĩa là các con thể hiện một lòng tin tuyệt đối. Hãy tín thác vào ta. Ta đã chết vì tội lỗi của các con, cho từng người trong các con đang sống hôm nay, thậm chí ở ngay thời đại này. Tại sao các con lại không tín thác vào ta? Ta yêu thương các con cách riêng, không giống như bất kỳ một thụ tạo nào khác trên trái đất này. Không một ai có thể yêu các con giống như ta. Các con hãy luôn ghi nhớ điều này, hãy dấn thân trong bình an và tình yêu thương. Ta ở bên cạnh các con suốt ngày chỉ để chờ nghe lời khẩn cầu của các con, người bạn và là đấng cứu thế yêu dấu của các con, vua của lòng thương xót.
Chúa Giêsu Kitô. Và bước thứ hai đó là việc thanh tẩy linh hồn của chúng ta. Thông điệp sắc sự thật. Ngày 6 tháng 7 năm 2011, lúc 15 giờ 30 phút. Tầm quan trọng của các bí tích hôn phối và rước lễ lần đầu. Con gái yêu dấu của ta, giờ đây hãy nhìn xem khi đức tin của con cái ta bắt đầu phát triển và đơm hoa. Giữa lúc bóng tối bao trùm lên toàn thế giới, thì ánh sáng nơi những tín hữu của ta trở nên tươi sáng hơn từng ngày. Vì ngọn lửa của Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên toàn thế giới. Con gái của ta, hôm nay ta muốn nhắc nhở tất cả các tín hữu của ta về tầm quan trọng của lời cầu nguyện để giảm bớt nỗi đau khổ trên thế giới. Lời cầu nguyện của các con giờ đây đang giúp ngăn chặn nhiều thảm họa toàn cầu vốn đã được tiên báo từ trước. Cầu nguyện là điều có khả năng làm thuyên giảm mạnh mẽ nhất, và khi được dâng lên thay cho những người khác, thì lời cầu nguyện sẽ được Thiên Chúa nhận lời. Trong khi ta đang hạnh phúc với những người có đức tin mạnh mẽ, thì ta vẫn còn lo sợ cho những người đang chống đối ánh sáng thiên tính của ta. Đó là sự thật. Nhiều người giờ đây đang đi lang thang khắp thế giới như thể trong một trạng thái vô thức. Không một điều gì mang lại cho họ bình an, không một điều gì mang lại cho họ niềm vui, không có tiện nghi vật chất nào giúp giảm bớt nỗi đau khổ của họ. Linh hồn trống rỗng của họ đang bị hư đi. Xin các con hãy cầu nguyện cho họ. Hỡi con gái của ta, các con hãy cầu nguyện cho vị đại diện của ta, Đức Giáo Hoàng Benedicto, vì Ngài đang bị bao vây bởi các thế lực của tam điểm, những kẻ đang ra sức chốt ngôi của Ngài. Những thế lực ác độc này đã xâm nhập vào giáo hội của ta kể từ Công đồng Vatican II và đã làm giảm bớt tầm quan trọng trong các giáo huấn của ta. Nhiều lề luật xúc phạm đến ta đã được thông qua, đặc biệt là việc trao mình thánh bởi những người giáo dân. Sự thiếu tôn trọng đối với ta và Chúa Cha hằng hữu được tỏ ra qua các lề luật mới được đưa ra để tạo sự dễ dàng, thuận tiện cho xã hội hiện đại. Điều này đã khiến cho ta phải khóc trong đau buồn. Thánh thể cực trọng phải được đón nhận trên lưỡi và không được phép đón nhận một cách ô nhơ bởi bàn tay con người. Tuy nhiên, điều này chính là những gì mà các tôi tớ đã được thánh hiến của ta đã và đang thực hiện. Các lề luật này đã không được thông qua bởi ta trong thần khí. Các tôi tớ đã được thánh hiến của ta đã bị dẫn dắt trên một con đường không phù hợp với các giáo huấn từ các tông đồ của ta. Ngày nay, các bí tích của ta không được thực hiện một cách nghiêm túc, đặc biệt là những người đến với các bí tích hôn phối và việc rước lễ lần đầu. Lời thề trong hôn nhân rất hệ trọng, vì các con hãy nhớ rằng đây là một bí tích và được thực hiện trước sự hiện diện của Thiên Chúa Cha. Tuy nhiên, đối với nhiều người tất cả đều chỉ là khía cạnh vật chất và là những trang điểm bên ngoài. Nhiều người đã được nhận bí tích hôn phối, sau đó vẫn không nhìn nhận tầm quan trọng của bí tích ấy. Nhiều người phá vỡ lời thề của họ một cách dễ dàng. Tại sao họ làm điều này? Tại sao họ lại chỉ coi như lời nói thoáng qua đối với sự hiệp thông chí thánh này, để rồi lại sớm chia lìa ngay sau đó? Đây là sự nhạo báng, một trong những sự hiệp thông quan trọng nhất được chúc phúc bởi bàn tay của Chúa Cha hằng hữu Cha ta. Nhiều người không hề quan tâm đến thánh ý của Chúa Cha rằng sau này không một ai được phép phá tan một sự hiệp thông như vậy. Tuy nhiên,
nhiều người lại ly hôn. Đây là một điều luật không được Chúa Cha cho phép. Ly hôn là một cách dễ dàng để chạy trốn khỏi trách nhiệm của các con. Tất cả các cuộc hôn nhân đều được thực hiện ở trên thiên đàng. Không một ai có thể phá hủy một cuộc hôn nhân mà không xúc phạm đến Chúa Cha. Rước lễ lần đầu. Việc rước mình thánh của ta trong bí tích thánh thể lần đầu tiên là một ví dụ khác mà trong đó ta bị nhạo báng biết bao. Rất nhiều phụ huynh không hề quan tâm đến tầm quan trọng trong việc lãnh nhật bánh trường sinh của con cái họ. Họ chỉ lưu tâm hơn đến việc con cái họ ăn mặc như thế nào, chứ không phải là ân sủng tuyệt vời mà con cái họ sắp đón nhận. Ân sủng này sẽ dẫn chúng đến ơn cứu rỗi. Tuy nhiên, việc quá xem trọng vật chất xung quanh, sự kiện này lại chẳng liên quan gì đến linh hồn của chúng. Điều làm ta đau buồn nhất là những đứa trẻ này không được dạy bảo về ta. Tình yêu ta dành cho các trẻ nhỏ vượt trên tất cả. Khi chúng rước mình thánh trong sự nhận biết đầy đủ về những gì chúng lãnh nhận, thì linh hồn của chúng sẽ trở nên trong trắng. Chúng càng đón nhận ta trong bí tích thánh thể, thì đức tin của chúng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Hãy nhớ rằng các bí tích này hiện diện là có lý do. Những bí tích này là dưỡng chất cần thiết cho sự sống đời đời của linh hồn. Nếu không có các bí tích, thì linh hồn của các con sẽ chết. Ta yêu tất cả các con. Hãy đón nhận ta các xứng hợp bằng việc tôn trọng các bí tích được ban cho các con như một ân huệ từ Thiên Chúa, Cha Toàn Năng, Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con, Vua của nhân loại, Chúa Giêsu Kitô. Phạm tội thật dễ dàng làm sao? Sắc thự thật ngày 24 tháng 1 năm 2011 lúc 22 giờ 0 phút cũng nhắc nhở chúng ta về việc thanh tẩy linh hồn. Hỡi con gái yêu dấu của cha, hôm nay cuối cùng thì con cũng hiểu những nguy hiểm gây ra bởi Satan khi con mất cảnh giác. Cầu nguyện với Chúa Cha hằng hữu cha ta qua chuỗi kinh lòng thương xót là rất quan trọng trong việc thánh hóa linh hồn con. Hỡi con gái yêu dấu của cha, tội lỗi thì rất khó tránh khỏi. Càng khó khăn hơn nữa để đạt được những ân sủng đặc biệt của cha so với việc xa lánh tội lỗi dưới bất kỳ hình thức nào. Khi con được mời gọi để thực thi sứ vụ thánh thiêng này, con sẽ luôn là mục tiêu của Satan, kẻ luôn tìm mọi cơ hội để tạo ra sự tiêu cực trong cuộc sống của con. Hắn sẽ sử dụng những người chung quanh con như là phương tiện để tấn công. Đó là lý do tại sao con phải luôn cảnh giác với hắn. Đừng bao giờ để hắn thắng cuộc, vì khi hắn thắng cuộc, hắn sẽ làm ô uế các linh hồn và gây ra những đau đớn, thống khổ khủng khiếp. Hắn sẽ làm cho tình bạn tan vỡ, gây ra sự hiểu lầm, thất vọng và gieo rắc những suy nghĩ sai lạc trong tâm trí những ai là mục tiêu của hắn. Rồi khi con cái cha cảm thấy tội lỗi do những sự yếu đuối của họ vì chót xa vào cám dỗ, thì họ sẽ nghiệm thấy một nỗi thống khổ khủng khiếp, nỗi đau đớn tuyệt vọng và sự hoang mang trong cuộc sống của họ. Hỡi con cái của cha, các con sẽ luôn bị cám dỗ để phạm tội. Sự hoàn thiện trong linh hồn của các con thì vô cùng khó khăn để đạt được và đòi hỏi một sự kỷ luật và quyết tâm to lớn từ phía các con. Nếu các con đối mặt với cám dỗ của Satan và phạm tội, thì các con phải ngay lập tức cầu nguyện hết với cả tâm hồn mình và xin ơn tha thứ. Việc xưng tội thường xuyên là một bí tích bị hiểu lầm quá nhiều. Chỉ bằng việc xưng tội hàng tuần thì linh hồn các con mới có thể ở trong tình trạng ân sủng thường xuyên.
khi linh hồn các con được thánh hóa bằng cách này và có việc cầu nguyện hàng ngày, chỉ khi đó các con mới có thể giữ gìn để không cho tên lừa dối lại gần mình. Recording stopped. Cảm giác tội lỗi. Nếu các con phải chịu đựng cảm giác tội lỗi như là kết quả của một hành động độc ác, bất kể tội ấy nghiêm trọng thế nào trong mắt cha ta, thì cũng đừng băn khoăn nhiều. Hãy quay trở lại với ta, cởi mở tâm hồn mình ra và nài xin ơn tha thứ của ta. Cảm giác tội lỗi là một thứ cảm giác tiêu cực, và trong khi cảm giác này được xem như là một hình thức hướng dẫn lương tâm các con, thì thật là không lành mạnh nếu cứ ở mãi trong trạng thái này. Hãy nài xin những ân sủng qua lời cầu nguyện nhằm đạt được sự trong sáng cần thiết trong linh hồn. Recording in progress. Sự kiên nhẫn là quan trọng. Đừng bao giờ để tội lỗi khiến cho các con phải xa rời. Cha, đừng bao giờ để tội lỗi khiến cho các con phải xa rời cha. Cảm giác tội lỗi không bao giờ được phép ngăn cản các con xin ơn tha thứ. Hỡi các con, hãy nhớ rằng vì tội nguyên tổ, các con sẽ luôn trở thành nạn nhân trước những cám dỗ của Satan. Qua việc cầu nguyện, ăn chay và tận hiến cho bí tích thánh thể mà các con sẽ trở nên gần gũi với cha hơn. Điều này đòi hỏi phải có thời gian. Hỡi các con, giờ đây hãy dấn thân và ghi nhớ một điều. Đừng bao giờ lo sợ quay trở lại với cha khi các con đã chót phạm tội. Đừng bao giờ tỏ ra xấu hổ khi nài xin ơn tha thứ nếu các con thật lòng thống hối. Nhưng cũng phải nhớ rằng khi các con không ăn năn thống hối thực lòng thì các con sẽ lôi kéo tên lừa dối hết lần này đến lần khác. Và rồi linh hồn các con sẽ sa vào bóng tối lôi kéo bóng tối, ánh sáng lôi kéo ánh sáng. Cha là ánh sáng, hãy quay trở về với cha ngay. Và hãy để cho tình yêu của cha soi chiếu những linh hồn lầm lạc đáng thương của các con. Hỡi các con, cha yêu thương các con rất nhiều. Và khi các con hướng tâm hồn mình về với cha, cho dù các con có cảm thấy cô đơn thế nào, thì các con sẽ không bao giờ bị bỏ rơi. Hãy dấn thân trong bình an và tình yêu. Đấng cứu thế thánh thiêng của các con. Chúa Giêsu Kitô. Bước thứ ba, ơn chuyển cầu, kinh mân côi, kinh lòng thương xót, chiến dịch cầu nguyện. Những tín hữu của ta giờ đây được ban cho ơn chuyển cầu. Sách Sự Thật ngày 12 tháng 8 năm 2011, lúc 23 giờ 45 phút. Con gái yêu dấu của ta, tình yêu của các tín hữu giúp ta đứng vững. Ta mừng vui đến rơi lệ vì các tín hữu của ta đã quây quần và bao bọc con bằng những lời cầu nguyện của họ. Con gái của ta, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, họ đã được mời gọi để đón nhận lời rất thánh của ta dành cho nhân loại qua những thông điệp quan trọng này. Chỉ cần những linh hồn khác, những tín hữu của ta và những người biết rằng ta đang truyền đạt thông qua nhiều thị nhân khác nhau, hầu giúp họ mở mắt ra và lắng tai nghe những gì ta phải nói, thì khi ấy, lời cầu nguyện của họ sẽ mang lại lợi ích cho những linh hồn đáng thương, vốn không được chuẩn bị cho cuộc cảnh báo. Tình yêu của ta chiếu tỏa thông qua những con cái trung thành của ta trên khắp thế giới. Ngay lúc này, ánh sáng tình yêu của ta thông qua họ đang tạo ra nhiều sự hoán cải. Tháng này, mặc dù con cái ta có thể không ý thức được, nhưng đã có hàng triệu linh hồn đang được cứu
bởi lòng sùng kính của những tín hữu yêu dấu của ta. Họ là những con cái yêu quý của ta. Họ đã thực thi thánh ý của ta trong việc cầu nguyện và tận hiến trong suốt tháng 8 là tháng cứu rỗi các linh hồn. Hãy nói với con cái của ta rằng, việc cầu nguyện và chay tịnh của họ đã làm cho trái tim nhân hậu của cha ta hạnh phúc biết bao. Một nguồn ân sủng dồi dào đang tuôn tràn trên những linh hồn thánh thiện quý giá đó, để họ được tăng sức với ơn chuyển cầu cho những linh hồn lầm lạc từ nay trở đi. Ta thật khao khát để ôm chặt mỗi người trong số họ vào vòng tay ta và đưa họ đến gần thánh tâm ta, để ta chỉ cho họ thấy ta yêu thương họ nhiều biết bao. Rất can đảm, rất trung thành, mặc dù có đôi lúc quay lại con đường tội lỗi. Thật tốt biết bao, trái tim và linh hồn họ giờ đây đã được thấm nhuần lòng trắc ẩn của ta, và Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn đạo binh rất thánh của ta khi họ tiến lên giành chiến thắng và giúp ta cứu thêm nhiều linh hồn nữa. Đấng cứu thế trung kiên yêu dấu của các con, vị vua của nhân loại, Chúa Giêsu Kitô. Lời tuyên hứa trung thành của các con đối với lòng thương xót của cha. Sách Sự Thật ngày 23 tháng 4 năm 2011, lúc 16 giờ 40 phút. Con gái yêu dấu của ta, thật là vui mừng khi con cái ta giờ đây đang hân hoan tưởng nhớ sự phục sinh của ta. Năm nay là thời gian quan trọng vì nó đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên khai sáng. Kỷ nguyên ấy chẳng bao lâu nữa sẽ đến với thế giới này. Ân huệ trọng đại do lòng thương xót của ta sẽ mang lại sự trợ giúp lớn lao cho các tín hữu và tạo ra trạng thái vô cùng háo hức trong số những người vô tín. Họ sẽ hoán cải. Khi họ tìm thấy sự thật, thì tâm hồn họ sẽ thanh thản và được tràn đầy tình yêu dành cho Thiên Chúa, Chúa Cha hằng hữu và ta, đấng cứu thế thánh thiên của các con. Ngay cả những người ngoài Kitô giáo cũng sẽ hiểu ra sự thật về sự hiện hữu của ta. Cuối cùng, điều này cũng sẽ tạo nên một cảm giác tuyệt vời của niềm vui và tình yêu thương trên thế giới. Phải cầu nguyện sau cuộc cảnh báo. Tuy nhiên, điều hệ trọng là phải nhớ một bài học quan trọng liên quan đến cuộc cảnh báo. Phải cầu nguyện sau khi biến cố trọng đại này xảy ra. Vì khi ấy, tất cả các con sẽ nhìn thấy không chỉ tội lỗi của các con như cha đang nhìn thấy, mà còn hiểu được sự thật về sự sống đời sau. Đáng buồn thay, sau đó nhiều người sẽ quay trở lại tình trạng tội lỗi. Giờ đây là lúc cần phải chuẩn bị để tránh tình trạng này bằng việc lần chuỗi kinh lòng thương xót của ta mỗi ngày trong cuộc sống của các con, bằng cách tập thói quen cầu nguyện với chuỗi kinh đầy quyền năng này. Các con sẽ giữ được mức độ của sự hoán cải và đức tin, vốn sẽ loan truyền mạnh mẽ trên toàn thế giới sau đó. Hãy vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn ta, đấng cứu thế thánh thiên của các con, vì lòng thương xót vô biên. Hãy quỳ gối và ngợi khen Thiên Chúa, Chúa Cha, vì tặng ân trong cuộc hiến tế của ta. Cầu nguyện sẽ giúp giảm nhẹ tác động của cuộc bách hại do Liên minh Toàn cầu của Tổ chức Trật tự Thế giới mới thực hiện. Cuộc bách hại sẽ xảy ra sau cuộc cảnh báo, nếu có đủ số người trong các con vẫn trung thành với ta, với các giáo huấn của ta và tiếp tục cầu nguyện, cũng như đón nhận các bí tích, thì các con có thể thay đổi phương hướng của các biến cố sẽ xảy ra tiếp theo. Lòng thương xót thánh thiên của ta thật mạnh mẽ biết bao. Quá nhiều người trong các con vẫn còn không hiểu được tầm quan trọng của lòng thương xót. Đáng buồn thay, nhiều người chưa từng bao giờ nghe đến lòng thương xót.
đối với những ai trong các con giờ đây trung thành với ta. Ta có một lời mời gọi rất đặc biệt dành cho các con. Ta không muốn nhìn thấy bất cứ người con nào của ta bị diệt vong. Chính vì thế, cuộc cảnh báo được ban cho các con. Biến cố này sẽ tỏ ra cho mỗi một người trong các con, bao gồm cả những người hoài nghi, thấy được những gì thực sự sẽ xảy ra trong cuộc phán xét sau cùng. Vì vậy, hãy giúp ta cứu từng linh hồn. Ta muốn các con hiến dâng của lễ của chính các con, nhằm giúp ta cứu được nhiều linh hồn. Hãy lập ra những nhóm cầu nguyện lòng Chúa thương xót ở khắp mọi nơi trên thế giới và dùng lời kinh nguyện này để cầu nguyện cho tất cả mọi người mà các con biết đến. Những người có thể sẽ chết, vì ta sẽ bảo đảm ơn cứu rỗi của họ nếu các con cầu nguyện cho họ. Hỡi dân của ta, giờ đây hãy quy tụ lại. Hãy đi theo đấng cứu thế của các con. Hãy cầu nguyện như thể các con chưa từng bao giờ cầu nguyện như vậy trước kia. Để thêm nhiều linh hồn được cứu, khi ấy tất cả các con sẽ trở thành những thành viên trong thế giới mới mà ta đã hứa ban khi trời và đất hiệp nhất nên một. Tương lai rạng ngời vinh hiển này là dành cho tất cả các con. Thay vì lo sợ sự thay đổi lớn lao này, hãy mở tâm trí, tâm hồn và linh hồn các con ra cho niềm vui to lớn ở phía trước bằng cách kết hợp thành một nhóm lớn mạnh trên toàn thế giới, trong mỗi quốc gia, trong mỗi gia đình, trong mỗi nhà thờ và trong mỗi cộng đoàn. Các con sẽ làm nên một sự khác biệt rất lớn. Lời cầu nguyện của các con sẽ giúp ngăn ngừa nhiều cuộc bách hại vốn sẽ xảy ra như đã được tiên báo. Vì lòng tôn kính ta, đấng cứu thế hằng yêu thương của các con, giờ đây hãy theo ta. Ta sống trong từng người và mỗi người trong các con. Ta biết những gì trong thâm tâm và linh hồn của các con. Bằng việc các con trung thành dâng lên ta lời cầu nguyện của lòng thương xót dành cho anh chị em của các con, mà các con sẽ nhận được những ân sủng đặc biệt. Vua của lòng thương xót và là thẩm phán công minh của các con, Chúa Giêsu Kitô. Bước thứ 4, đền bù tội lỗi, cầu nguyện và ăn chay. Tầm quan trọng của việc chay tịnh và hãm mình. Sách Sự Thật ngày 16 tháng 5 năm 2011, lúc 11 giờ 30 phút. Con gái yêu dấu của ta, cuối cùng thì con đang nhận ra rằng nếu không có ta thì con không là gì cả. Chính nhờ những ân sủng của ta mà con nhận được sự sống trong vương quốc của cha ta. Nếu không có sự hiện diện của ta trong cuộc sống của con, thì cuộc sống ấy trở nên khô khan và không có ý nghĩa thật sự. Ôi, ta ao ước biết bao tất cả con cái ta hiểu được sự sống mà ta có thể mang lại cho họ, đặc biệt qua bí tích thánh thể. Vì chỉ khi các con đón rước ta vào linh hồn yếu đuối của các con, trong mình thánh và máu thánh, thì các con mới thực sự cảm nhận tình yêu của ta. Tình yêu này sẽ tăng sức cho các con, không chỉ trong linh hồn, mà còn trong tâm trí các con nữa. Sự hiện diện của ta sẽ nâng đỡ các con trở thành những tín hữu đích thực của ta. Một tín hữu của ta mà không lãnh nhận ta thường xuyên qua bí tích thánh thể cực thánh, thì sẽ giống như một cái bình chỉ đầy một nửa. Các con cần mình ta,
và máu ta đã đổ ra cho tất cả các con, để đong đầy trong các con bằng sự hiện diện đích thực của ta. Vì nếu không có sự hiện diện này, thì các con sẽ không thể có được sức mạnh thực sự để tuyên xưng vinh quang của ta cách trọn vẹn. Hỡi các con phải hiểu rằng niềm tin vào sự hiện diện của ta chỉ là một phần trong hành trình tâm linh của các con. Còn nhiều điều khác các con cần phải hiểu. Chỉ bằng việc hy sinh những thứ vui xác thịt của các con thì các con mới thực sự được nên hoàn thiện. Vì bản chất của vấn đề là Satan kiểm soát con người qua những cám dỗ xác thịt. Vì vậy, các con nên khước từ sự tiếp cận của hắn đối với những thú vui mà các con có thể tìm kiếm. Ăn chay là một trong những cách thế mạnh mẽ nhất để làm cho linh hồn các con thoát khỏi Satan và bề lũ của hắn. Rất ít người trên thế giới có thể thực hiện sự hy sinh này, nhưng việc này thật sự đơn giản và thực sự không nguy hại đến sức khỏe của các con. Ăn chay một ngày mỗi tuần sẽ đem lại cho các con những ân sủng đặc biệt. Bằng cách thực hiện những hy sinh nhỏ bé để tôn kính ta, đấng cứu thế thánh thiên của các con không những cứu được các linh hồn, mà các con còn đến gần ta hơn. Những hy sinh khác, khi các con từ bỏ những lợi ích thế gian, cũng sẽ mang các con đến gần thánh tâm ta hơn. Hỡi con cái của ta, cuộc sống không nên hoàn toàn là những theo đuổi vật chất. Nếu như vật chất đã dư thừa cho những nhu cầu thực sự của các con, bằng cách chấp nhận những nhu cầu đơn giản và bằng cách hiến dâng thời gian của các con cho ta, các con sẽ cảm thấy thực sự mãn nguyện. Không chỉ thế, những lần đầu tiên trong cuộc đời, các con sẽ biết được ý nghĩa của sự tự do đích thực. Hãy nhớ rằng, Satan kiểm soát con người qua những khát vọng thể xác, bao gồm thức ăn, quần áo, tình dục, nhà cửa, xe cộ, những kỳ nghỉ, cuộc sống xa hoa, âm nhạc, bia rượu và việc thần tượng những người nổi tiếng. Bằng việc nhìn nhận rằng những điều này chỉ là những hư ảo, thì khi ấy các con sẽ hiểu rằng thời gian sống trên trái đất không nên lãng phí cho việc theo đuổi những điều vô ích đó. Hỡi các con, thời gian sống trên trái đất của các con là một phần của hành trình đi vào cõi vĩnh hằng. Một sự sống khác sẽ tiếp tục sau cái chết. Bất kể người ta có tin vào Thiên Chúa, Chúa Cha hằng hữu hay không, linh hồn của họ vẫn tồn tại sau cái chết. Giờ đây, hãy tìm kiếm ánh sáng để rồi linh hồn các con sẽ được cảm nhận hạnh phúc thật đời đời và một chỗ xứng đáng trong thiên đàng. Để đạt được mức độ thánh thiện tâm linh này, các con hãy thực hiện những việc hy sinh hãm mình khi các con vẫn còn sống trên trái đất. Cũng vậy, hãy dâng tất cả những đau khổ trong đời sống của các con để cầu cho các linh hồn đang hư đi và các con sẽ lãnh được phần thưởng của mình ở đời sau. Đấng cứu thế đầy yêu thương của các con, Chúa Giêsu Kitô.
Bước số 5, hãy cảnh giác với chủ nghĩa nhân đạo. Hãy quan sát kỹ bộ mặt chủ nghĩa nhân đạo và các con sẽ không hề thấy những dấu chỉ của Thiên Chúa. Thông điệp do Chúa Giêsu ban ngày 27 tháng 7 năm 2013, lúc 19 giờ 22 phút. Hỡi con gái yêu dấu của ta, mong muốn của ta là tất cả các môn đệ yêu dấu của ta hãy siêng năng cầu nguyện thật nhiều để tránh những mối nguy hại cho linh hồn. Vì sự lan tràn của chủ nghĩa vô thần. Chủ nghĩa vô thần không phải lúc nào cũng tự thể hiện ra theo đúng bản chất của nó. Thường thì những người đã nhất quyết không còn tin vào Thiên Chúa nữa, vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa, đều tạo ra một thứ thay thế cho Thiên Chúa. Vì nguồn gốc của con người, nên con người phải tìm kiếm một nguyên nhân để giải thích cho sự tồn tại của mình. Tác hại của chủ nghĩa nhân đạo là nó đề cao con người trong mắt của con người. Đối với những người theo chủ nghĩa nhân đạo thì điều hết sức quan trọng là phải đặt những nhu cầu của con người lên hàng đầu. Nhiều người nhầm lẫn chủ nghĩa nhân đạo với Kitô giáo khi người ta bằng mọi giá phải rao giảng về tầm quan trọng của cả thế gian trong đời sống con người. Để tránh phải sống trong cảnh đói khổ thì người ta dễ dàng coi đó như là một cách để thể hiện tình yêu đối với tha nhân. Nếu các con nói rằng các con muốn chấm dứt nạn nghèo đói, thất nghiệp và những cảnh sống khốn khổ thì nhiều người sẽ nghĩ rằng các con đang rao giảng nhân danh Thiên Chúa. Hãy quan sát kỹ bộ mặt chủ nghĩa nhân đạo và các con sẽ không hề thấy những dấu chỉ của Thiên Chúa. Các con cũng không nghe thấy người ta nhắc đến danh người. Nhưng ai sống theo chủ nghĩa nhân đạo thì không yêu mến Thiên Chúa. Họ chỉ yêu bản thân họ mà thôi. Họ cũng tin rằng sự sung túc vật chất là trên hết. Thường thì của cải thế gian thuộc về con người là phương tiện để đạt được mục đích. Trong khi người ta có thể coi chủ nghĩa nhân đạo là bác ái khi quan tâm đến những nhu cầu của con người, nhưng các con không bao giờ có thể đặt nhu cầu của con người lên trên hết để thế chỗ cho Thiên Chúa. Khi các con làm điều này là các con xúc phạm đến Thiên Chúa. Chủ nghĩa nhân đạo trong khi thể hiện tất cả những dấu chỉ bên ngoài về tình yêu Thiên Chúa, nhưng nó không phải như vậy. Phía sau bộ mặt yêu thương ẩn chứa một tình yêu ích kỷ. Khi con người chết đi, thân xác con người sẽ quay về với cát bụi, nhưng linh hồn của con người vẫn tồn tại mãi. Tuy nhiên, chủ nghĩa nhân đạo lại làm cho các con tin rằng con người là bất tử. Hãy cẩn thận khi các con đón nhận chủ nghĩa nhân đạo, vì khi các con đón nhận chủ nghĩa nhân đạo, các con tự cắt đứt mối dây liên kết với ta, Chúa Giêsu của các con. Số 6. Hãy đứng vững. Nhân loại sẽ vui mừng vì cùng với giáo hội của ta ở Roma thì các chi tộc của người Do Thái cũng sẽ bị triệt hạ. Thông điệp do Chúa Giêsu ban ngày 17 tháng 5 năm 2013, lúc 14 giờ 2 phút. Hỡi con gái yêu dấu của ta, ta tỏ bày cho con trong chỗ riêng tư về nỗi đau buồn của ta khi ta sống lại tất cả một lần nữa, nỗi thống khổ mà ta phải chịu trong vườn cây dầu. Khi ấy, nỗi đau của ta là do tên ác quỷ gây ra. Hắn đã cho ta thấy những thị kiến về tương lai khi tà giáo lan tràn mạnh mẽ khắp thế giới trong thời gian của các con. Khi ấy, ta đã biết giống như người ta thấy ngày nay rằng sự thù hận sẽ xuất hiện trên thế giới nhằm chống lại ta, Chúa Giêsu Kitô. Nỗi thống khổ của ta ngày càng khủng khiếp
vì một điều là nhân loại vẫn chưa hoàn toàn nhận biết y tế mà ta đã thực hiện vì linh hồn họ. Cuộc khổ hình thập giá của ta là để cứu thế hệ, mọi thế hệ, gồm cả những người sống trong thế giới ngày nay. Hỡi con gái của ta, giờ đây nỗi đau của ta thật khủng khiếp và nỗi thống khổ của ta được tỏ ra trong con và trong những linh hồn hiến tế. Để ta có thể cứu những linh hồn khốn khổ nhất trong các con. Ta khóc những giọt nước mắt cay đắng và thánh tâm ta thổn thức khi tội ác đang lan tràn bởi những thứ luật pháp trong nhiều quốc gia của các con. Những luật pháp này sẽ ép buộc những linh hồn vô tội xa vào trước cám dỗ. Người ta không những biện minh cho tội ác, vì giờ đây luật pháp trong nhiều quốc gia dung túng cho tội ác. Người ta còn tố cáo những linh hồn vô tội là vi phạm pháp luật trong đất nước của họ, nếu như họ bảo vệ lời chí thánh của ta. Ôi, các con đang bị lừa dối. Các con đã quá xa rời ta, các con xúc phạm đến ta nặng nề biết bao. Với những ai có trách nhiệm rao giảng lời ta, giờ đây hãy lắng nghe ta. Bổn phận của các con là phải luôn gìn giữ lời chí thánh của ta. Lời khấn thánh hiến của các con là để tuân giữ lời ta và tuân giữ những giáo huấn của ta. Vì tất cả những điều này đã có trong truyền thống giáo hội của ta. Đừng bao giờ đi lạc khỏi sự thật. Hãy chuẩn bị linh hồn của các con, vì chẳng bao lâu nữa người ta sẽ áp đặt lên ý chí tự do của các con để buộc các con phải chối bỏ ta qua các bí tích. Các con phải luôn tỉnh thức vì những biến đổi lớn lao sắp sửa xảy ra. Đối với toàn thể nhân loại, ta mời gọi các con hãy đáp lại tiếng nói của ta, tiếng nói của sự thật, tiếng nói của tình yêu, tiếng nói của Thầy Chí Thánh của các con. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ gặp lại ta. Khi ấy các màn che sẽ được dọn sạch khỏi mắt các con, và khi ấy sự thật sẽ trở nên rõ ràng. Khi ngày của lòng thương xót được tỏ ra cho các con, thì các con phải biết rằng cuộc quang lâm của ta sẽ sớm diễn ra ngay sau đó. Và trong khi ta mong mỏi tất cả các con quay về với ta, thì ta phải khóc trong đau buồn vì những linh hồn hư mất. Ta buộc phải cảnh báo những ai ngăn cản ta trong việc cứu rỗi các linh hồn rằng ta sẽ trừng phạt các con nếu các con tiếp tục chống lại lời của Thiên Chúa. Ta không nói đến việc chống lại những thông điệp này, mặc dầu ta đau buồn khi các con không lắng nghe ta, nhưng ta đang nói đến việc loại bỏ lời chí thánh của ta trong nhiều quốc gia của các con. Ánh sáng sẽ chống lại bóng tối. Ánh sáng của Thiên Chúa sẽ giữ cho các con được sống. Bóng tối sẽ hủy diệt các con. Ánh sáng của ta sẽ sáng rực rỡ hơn cho tới khi người ta loại bỏ các bí tích thánh thể của ta. Khi ấy, ánh sáng của ta sẽ ra lu mờ. Khi ấy, giáo hội của ta sẽ sụp đổ và sẽ ra như chết. Nhân loại sẽ vui mừng vì cùng với giáo hội của ta ở Roma, thì các chi tộc của người Do Thái cũng sẽ bị triệt hạ. Đây là sự lừa dối khủng khiếp nhất xảy ra cho nhân loại, và những kẻ đón nhận hình thức ghê tởm của tà giáo này sẽ bị cuốn trôi trong lũ. Và rồi, khi lửa quét qua địa cầu, thì giáo hội của ta sẽ lại trỗi dậy trong vinh quang rạng ngời nhất. Đó sẽ là ngày cuối cùng dành cho những tội nhân vốn không chịu đón nhận bàn tay ta, nhưng là khởi đầu của sự sống đời đời cho những ai yêu mến ta. Chúa Giêsu của các con.
thức thứ bảy, chầu thánh thể. Tình yêu dồi dào khi chầu thánh thể làm cho các con mạnh mẽ và điềm tĩnh hơn. Sách Sự Thật, ngày 12 tháng 6 năm 2011, lúc 19 giờ. Con gái yêu dấu của cha. Những ân sủng mà con cái của cha nhận được khi chầu thánh thể thật là mạnh mẽ. Những ân sủng ấy không chỉ mang lại cho các con những đặc ân để đối phó với những đau khổ của cuộc sống, mà còn làm cho các con mạnh mẽ hơn trong tình yêu của các con dành cho cha, đấng cứu thế tận tâm và chân thành của các con. Tình yêu tuôn đổ trên các linh hồn khi chầu thánh thể được ban ra trang chứa. Linh hồn sẽ cảm nhận được dòng thác lũ ân sủng này của cha theo rất nhiều cách khác nhau. Ân sủng đầu tiên là một sự bình an trong tâm hồn các con. Các con sẽ cảm thấy điều này ngay lập tức sau khi các con kết thúc thời gian kết hiệp mật thiết với cha. Rất nhiều con cái của cha đang chối bỏ rất nhiều hồng ân do cha ban cho họ trong giờ chầu thánh thể. Khi mà các con dành cho cha một giờ trước sự hiện diện của cha trên bàn thờ. Trong khi người Công giáo nhận thức được quyền năng của bí tích thánh thể, thì nhiều người lại không nhìn nhận tầm quan trọng của thời gian chiêm niệm hết sức thánh thiêng này với cha. Họ dễ dàng bỏ qua tặng ân này. Việc chầu thánh thể khiến họ cảm thấy nhàm chán khi phải dành thêm thời gian để ở lại với cha. Rất nhiều con cái của cha đang chối bỏ rất nhiều hồng ân do cha ban cho họ trong giờ chầu thánh thể. Khi mà các con dành cho cha một giờ trước sự hiện diện của cha trên bàn thờ, trong khi người Công giáo nhận thức được quyền năng của bí tích thánh thể, thì nhiều người lại không nhìn nhận tầm quan trọng của thời gian chiêm niệm hết sức thánh thiêng này với cha. Họ dễ dàng bỏ qua tặng ân này. Việc chầu thánh thể khiến họ cảm thấy nhàm chán khi phải dành thêm thời gian để ở lại với cha. Ôi, giá mà các con biết được rằng việc chầu thánh thể làm cho người ta mạnh mẽ đến như nào. Nỗi sợ hãi và lo lắng của họ sẽ tiêu tan hết. Họ ở với cha trong suy niệm của sự thinh lặng mật thiết. Nỗi sợ hãi và lo lắng của họ sẽ tiêu tan nếu họ ở với cha trong suy niệm của sự thinh lặng mật thiết. Nếu con cái cha có thể nhìn thấy ánh sáng bao bọc linh hồn của họ trong giờ thánh tiệc đặc biệt này, thì họ sẽ phải kinh ngạc. Hỡi các con, trong suốt giờ chầu này các con trở nên vô cùng gần gũi với cha. Đây là lúc mà tiếng nói của các con, lời cầu xin của các con, những ý nguyện của tình yêu mà các con dành cho cha sẽ được lắng nghe. Hỡi các con, nhiều ân sủng tuyệt vời được dành cho các con vào thời khắc này. Vì vậy, xin đừng bỏ qua lời nài xin của cha mà dành thời gian này để ở cùng cha. Sự tưởng thưởng sẽ làm cho các con không còn lo lắng. Sự tưởng thưởng sẽ làm cho các con không còn lo lắng, sẽ thắp sáng trái tim, tâm trí và linh hồn các con, và sẽ khiến cho các con trở nên điềm tĩnh hơn. Khi các con đón nhận cha trong bí tích thánh thể, cha sẽ làm no thỏa tâm hồn các con. Nhưng khi các con đến cùng cha qua việc chầu thánh thể, cha sẽ bao bọc các con nhiều đến mức mà các làn sóng của tình yêu do lòng thương xót của cha sẽ tràn ngập tâm trí, thân xác và linh hồn các con. Các con sẽ cảm thấy một sức mạnh mang lại lòng trông cậy tuyệt đối mà các con khó lòng bỏ qua được. Hỡi các con! Giờ đây hãy đến với cha. Cha cần các con ở cùng cha. Cha cần các con thưa chuyện với cha.
khi sự hiện diện thánh thiên của cha ở mức độ mạnh mẽ nhất. Cha yêu thương các con và muốn tuôn đổ tất cả những ân sủng của cha trên các con, để rồi các con có thể phó thác linh hồn các con trong thánh tâm cha. Đấng cứu thế đầy yêu thương của các con, Chúa Giêsu Kitô. Bước thứ 8. Đừng sợ hãi. Các con đừng để cho nỗi sợ hãi về tương lai chế ngự các con, vì đó không phải là mong muốn của ta. Sách Sự Thật, ngày 21 tháng 10 năm 2012, lúc 17 giờ 50 phút. Hỡi con gái yêu dấu của ta, biết bao nhiêu người đón nhận những thông điệp của ta, lại tỏ ra lo lắng không cần thiết về tương lai của nhân loại. Điều này cũng dễ hiểu. Họ không được phép nghĩ rằng họ phải buông xuôi tất cả mọi thứ và bỏ qua cuộc sống hàng ngày, bỏ mặc công việc, gia đình hoặc những người thân yêu của họ để cứu các linh hồn. Ta là Chúa Giêsu của các con. Ta sẽ luôn chăm sóc cho những kẻ thuộc về ta. Các con không có gì phải sợ hãi ta. Tất cả những gì ta mời gọi các con là cầu nguyện để cứu các linh hồn. Các con không được phép để cho nỗi sợ hãi về tương lai chế ngự các con, vì đó không phải là mong muốn của ta. Tuy nhiên, ta mong đợi các con dành thời gian để cầu nguyện và hy sinh, như ta đã truyền dạy các con trong những thông điệp này. Hãy tiếp tục cuộc sống hàng ngày của các con, mặc dù lời chí thánh của ta sẽ mãi mãi thay đổi cách nhìn về cuộc sống của các con. Các con sẽ không bao giờ có những suy nghĩ về của cải thế gian theo cách mà các con đã từng nghĩ trước đây. Trong khi của cải thế gian vẫn tiếp tục là một phần trong cuộc sống của các con, nhưng giờ đây, chúng không còn là chủ nhân trong cuộc sống của các con nữa. Các con phải nhớ rằng, các con không thể làm tôi hai chủ, vì chỉ có một ông chủ, và đó chính là Thiên Chúa. Ta không muốn các môn đệ của ta phải từ bỏ tất cả để theo ta. Ta cũng không muốn những tín hữu của ta bỏ bê trách nhiệm hàng ngày của họ để dõi theo những thông điệp của ta. Không, tất cả những gì ta cần là tình yêu của các con. Các con phải sống theo những lời luật của Thiên Chúa. Hãy sống theo giáo huấn của ta. Hãy đề cao các bí tích. Hãy bày tỏ tình yêu thương với tha nhân và cầu nguyện cho linh hồn của những ai không thể tự giúp chính mình. Hãy dấn thân trong bình an, trong sự nhận biết rằng lòng thương xót của ta là vô biên và tình yêu của ta dành cho nhân loại sẽ vượt qua những việc làm của con thú và nỗi thống khổ khủng khiếp mà hắn gây ra trong thế giới này. Hãy sống bình an. Ta chúc lành cho các con, Chúa Giêsu của các con. Bước thứ 9. Chia sẻ sách sự thật. Kỷ nguyên mới sẽ được loan báo trước trong cuộc quan lâm của ta. Thời gian còn lại thật ngắn ngủi. Trích sách Sự Thật, ngày 11 tháng 9 năm 2012, lúc 19 giờ 30 phút. Hỡi con gái yêu dấu của ta, cuối cùng con cũng đã hiểu được niềm vui của sự hy sinh khi sự hy sinh được dâng lên với lòng can đảm và ý chí tự do. Những linh hồn được cứu rỗi mang lại cho con những giọt nước mắt hân hoan, vì họ cũng được tràn ngập tràn trong nước mắt hân hoan khi
khi họ được cứu khỏi lửa hỏa ngục. Hãy biết rằng, sứ vụ của ta là để cứu tất cả các linh hồn. Đừng bao giờ quên rằng, Chúa Cha đã ban cho nhân loại sự che chở cần thiết để cứu các linh hồn bằng ơn miễn trừ. Hãy hân hoan đón nhận ơn miễn trừ, vì nhờ ơn miễn trừ mà tất cả các linh hồn được cứu rỗi. Các con chỉ cần nghĩ về thế giới tuyệt vời trong tương lai. Không một ai sẽ còn phải khóc thương cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình họ bị sa vào lửa hỏa ngục. Các con, những tín hữu của ta, đều có sức mạnh để đóng cửa hỏa ngục nhờ lời cầu nguyện của các con để cứu các linh hồn. Đừng để cho bất cứ người nào chối bỏ lời ta. Đừng ngăn cản người ta đón nhận ơn miễn trừ, vì ta biết rằng một số tôi tớ được thánh hiến của ta đang tìm cách ngăn cản người ta. Một số người đang thực hiện điều này bởi ý thức sai lầm về bổn phận, nhưng họ đã sai trái. Ơn miễn trừ này là một ân huệ của Thiên Chúa Cha. Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của ta, các con có bổn phận phải trao ban ơn miễn trừ cho con cái Thiên Chúa để giúp cứu các linh hồn. Có quá nhiều việc cần phải làm để truyền bá lời ta, nhưng lại không có đủ thời gian. Hỡi các môn đệ của ta, hãy dấn thân để biến việc loan truyền lời ta trở thành sứ vụ của các con, nhằm loan truyền những kinh cầu của ta, đặc biệt là lời cầu nguyện xin ơn toàn xá. Các con cũng phải dấn thân và nói với mọi người về ấn tín của Thiên Chúa hằng sống và lời cầu nguyện xin ơn toàn xá để được tha thứ tội lỗi. Các con đã được chuẩn bị. Giờ đây, hãy nhận lấy khí giới nhân danh Thiên Chúa và hãy trợ giúp ta, Chúa Giêsu của các con, để cứu nhân loại. Kỷ nguyên mới sẽ được báo trước trong cuộc quan lâm của ta. Thời gian còn lại thật là ngắn ngủi. Hãy nhớ rằng, các con phải hoàn toàn tín thác vào ta, và ta sẽ cất đi nỗi lo lắng và sợ hãi khỏi các con. Tất cả những gì các con phải làm là hiến mình cho việc cầu nguyện. Hãy dâng những lời cầu nguyện của các con cho các linh hồn và tất cả sẽ tốt đẹp. Chúa Giêsu của các con. Hãy nói với nhân loại rằng tất cả mọi sự giờ đây đang nằm trong đôi tay chí thánh của ta. Trích sách Sự Thật, ngày 21 tháng 3 năm 2012, lúc 20 giờ 30 phút. Con gái yêu dấu của cha. Cha đến với con tối nay để nói với nhân loại rằng tất cả mọi sự giờ đây đang ở trong đôi tay rất thánh của cha. Cha nói đến các kế hoạch đang được tiến hành bởi tổ chức toàn cầu, những kẻ muốn kiểm soát tiền tệ, hệ thống chăm sóc sức khỏe và chủ quyền quốc gia của các con. Hỡi các con, họ không được phép chế ngự các con và bàn tay cha ta sẽ nhanh chóng giáng xuống nếu như họ cứ tìm cách làm tổn thương các con. Tất cả các tín hữu có ấn tín bảo vệ của Chúa Cha hằng hữu, ấn tín của Thiên Chúa hằng sống, sẽ không bị tổn hại gì. Hỡi con, chính vì thế mà con gái của cha, phải bảo đảm rằng càng nhiều càng tốt, những con cái Thiên Chúa được trao cho ấn tín ngày nay, này ngay lập tức, ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hỡi các con,
Lời cầu nguyện của các con rất mạnh mẽ và đặc biệt là những ai trong các con đọc các chiến dịch cầu nguyện, kinh lòng thương xót và kinh mân côi hàng ngày. Các kinh nguyện ấy đã trì hoãn và ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân, đã cứu được hàng triệu linh hồn khỏi lửa hỏa ngục, cũng như ngăn chặn được nhiều trận động đất. Đừng bao giờ quên rằng, lời cầu nguyện của các con chính là vũ khí mạnh mẽ nhất chống lại sự dữ. Tình yêu của các con dành cho Cha, Chúa Giêsu Kitô, đã triển nở vì lòng trung thành của các con dành cho Cha. Hỡi các con là những môn đệ thời mới của Cha. Và giờ đây, các con đã được ban cho quyền năng và ơn Chúa Thánh Thần để truyền bá lời chí thánh của Cha. Để nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các con phải cầu xin sự trợ giúp của Cha, để các con luôn rao giảng sự thật khi công bố lời chí thánh của Cha. Chiến dịch cầu nguyện 39 được ban cho các con để các con có thể rao giảng cho tất cả con cái Thiên Chúa và giúp họ chuẩn bị linh hồn cho địa đàng mới và chuẩn bị cho cuộc quang lâm của Cha. Lạy Chúa Giêsu, Đấng cứu thế rất dấu yêu, xin che chở con trong thần khí Chúa, để con có thể nói với uy quyền lời chí thánh của Chúa, hầu chuẩn bị tất cả con cái Chúa cho cuộc quang lâm của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa ban cho con tất cả những ân sủng con cần, để con có thể đến với mọi niềm tin, mọi tôn giáo và mọi dân tộc ở bất cứ nơi nào con đến. Xin giúp con nói bằng miệng lưỡi của Chúa, xoa dịu nỗi đau của những linh hồn đáng thương bằng đôi môi của Chúa, và yêu thương tất cả mọi linh hồn bằng tình yêu thiên tính của Chúa, vốn tuôn trào từ thánh tâm Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con cứu các linh hồn gần gũi với thánh tâm Chúa, và cho phép con an ủi Chúa khi các linh hồn lầm lạc tiếp tục cướp từ lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con chỉ là hư không nếu không có Chúa. Nhưng với sự trợ giúp bao la của Chúa, con sẽ chiến đấu nhân danh Chúa để giúp cứu rỗi cả nhân loại. Amen. Đạo binh của Cha vốn hình thành từ những thông điệp thánh thiên này của Cha đã đạt đến 700.000 linh hồn. Hãy giúp Cha hoán cải nhiều hơn nữa những con cái Thiên Chúa, để không một linh hồn nào bị Satan làm hư mất vào thời điểm phán xét. Hỡi các con, Cha sẽ giữ cho các con mạnh mẽ trong mọi công việc của các con dành cho Cha. Cha yêu thương các con. Giáo hội còn sót lại quý giá của Cha, Chúa Giêsu yêu dấu của các con. Chúng ta vừa đi qua 9 bước mà chúng ta có thể làm để giữ lòng trung thành với Chúa trong suốt cuộc đại bội giáo. Giờ đây, chúng ta cùng đến với phần cầu nguyện. Chiến dịch cầu nguyện. Giờ đây chúng ta cùng kết hiệp với nhau trong lời cầu nguyện. Chúng ta hãy kết hiệp với nhau trong lời cầu nguyện. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Khẩn cầu Đức Mẹ và các Thánh. Lạy Mẹ của ơn cứu rỗi, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Gioan, Thánh Sử, cầu cho chúng con. Lạy Thánh cả Giuse, cầu cho chúng con. Lạy Thánh nữ Phốtina, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Gioan và Gioan Vianney, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Teresa Thánh Avila, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Augustino,
Cầu cho chúng con. Lạy Thánh Benedicto. Cầu cho chúng con. Lạy Thánh Thomas Aquino. Cầu cho chúng con. Lạy Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu. Cầu cho chúng con. Lạy Thánh Tam Minh. Cầu cho chúng con. Lạy Thánh Malachi. Cầu cho chúng con. Lạy Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II. Cầu cho chúng con. Khẩn cầu các vị đã chiến thắng khải hoàn trong giáo hội. Chúng con khẩn cầu các thiên thần, các tổng lãnh thiên thần, các thánh tử đạo, các thánh của Thiên Chúa cùng kết hiệp với chúng con trong những lời cầu nguyện này để chuyển cầu cho chúng con và gia đình chúng con. Amen. Chúng ta cùng cầu xin ơn tha thứ của Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con vì con đã phạm tội. Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp chúng con là những kẻ tội lỗi khốn cùng. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những ân sủng mà chúng con cần để giữ lòng trung thành với Chúa. Amen. Chiến dịch cầu nguyện 96. Xin chúc lành và bảo vệ nhóm chiến dịch cầu nguyện của chúng con. Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin chúc lành và bảo vệ chúng con là nhóm chiến dịch cầu nguyện của Chúa, để chúng con trở nên bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công độc ác của Satan và bất kỳ linh hồn sâu xa nào là những kẻ có thể bách hại chúng con trong sứ mệnh thánh thiêng này để cứu đổi các linh hồn. Xin cho chúng con luôn trung thành và vững vàng, cũng như kiên trì giữ vững danh thánh Chúa trước thế giới và không bao giờ từ bỏ nỗ lực để truyền bá sự thật về lời chi thánh của Chúa. Amen. Cầu nguyện cho Maria Divine Mercy. Lạy Cha vinh hiển trên thiên đàng, xin lắng nghe lời khẩn nguyện nài van của chúng con trong ngày hôm nay cũng như trong mọi ngày. Xin chúc lành cho vị ngôn sứ mà Cha đã yêu thương gửi đến với chúng con để trao cho chúng con lời của Cha, lời cảnh báo của lòng thương xót cũng là tình thương của Cha. Xin ban cho cô tràn đầy bảy ơn Chúa Thánh Thần để cô có thể chu toàn tất cả những điều đã được truyền dạy và buộc phải có nơi cô. Cô chỉ là một người như muôn người trong chúng con, nhưng cha đã chọn để giúp chúng con đạt đến sự thừa hưởng chính đáng nước trời. Xin hướng dẫn cô đến sự chọn hảo trong những ân sủng của Cha và tiến đến sự hoàn tất lời kinh thánh. Cậy nhờ máu châu báu của Chúa Giêsu Kitô, con Cha đã đổ ra. Chúng con nài xin Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúc lành và gia tăng sức mạnh cho cô cho đến khi mọi sự được nên chọn. Amen. Chiến dịch cầu nguyện 33, cầu nguyện để đón nhận ấn tín của Thiên Chúa hằng sống. Lạy Thiên Chúa là Cha từ ai, con xin đón nhận ân tín bảo vệ thiêng liêng của Cha với lòng cảm tạ mến yêu. Thiên tình Cha bao bọc hồn xác con đến muôn thuở muôn đời, con xin khiêm cung cúi đầu cảm tạ và dâng lên Cha yêu dấu tình yêu và lòng trung thành sâu thẳm của con. Con nài xin Cha bảo vệ con và những người thân yêu của con bằng ân tín đặc biệt này, và con nguyện dâng trọn đời con để phụng sự Cha luôn mãi. Con yêu mến Cha, lạy Cha yêu dấu, lạy Cha thân yêu, con xin an ủi Cha trong thời buổi này. Con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tinh của con rất yêu dấu Cha, để đền bù tội lỗi của toàn thế giới và xin ơn cứu đổi cho hết thảy con cái Cha. Amen. Lời cầu nguyện mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin đón nhận con vào trong vòng tay Chúa và cho con được đưa đầu vào vai Chúa để Chúa có thể đưa con vào vương quốc vinh hiển của Chúa khi đến thời điểm.
xin để mau châu bầu chúa thâm nhuận trong tâm hồn con, để chúng ta được hiệp nhất nên một. Amen. Thiên Chúa Cha, lời cầu nguyện để nhận được chìa khóa vào địa đàng mới. Lạy Cha, con chính là một đứa con lầm lạc của Cha, một kẻ vô cùng hoang mang và tâm tối, đến nỗi nếu không có sự trợ giúp và tình yêu của Cha thì con chỉ là hư không. Nhờ tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, con yêu dấu Cha, xin cứu rỗi con và ban cho con chìa khóa để bước vào địa đàng mới của Cha trên trái đất. Amen. Chủ đề chiến dịch cầu nguyện. Chiến dịch cầu nguyện 22, bảo vệ giáo huấn của giáo hội. Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin giữ con luôn kiên vững và xin cho ngọn lửa tình yêu của con dành cho Chúa luôn ngời sáng trong mỗi giây phút trong ngày của con. Xin đừng bao giờ để cho ngọn lửa tình yêu của con dành cho Chúa bị lập lòe hay tắt mất. Xin đừng bao giờ để con yêu đuối trong cơn cám dỗ. Xin ban cho con ân sủng để con kiên vững trong ơn gọi, trong sự thần hiến và trung thành để gìn giữ giáo huấn của giáo hội Công giáo Tông truyền. Con xin dâng lên Chúa lòng trung thành luôn mãi. Con nguyện chiến đấu trong đạo binh của Chúa, nhờ đó giáo hội Công giáo một lần nữa sẽ phục sinh trong vinh quang để chào đón Chúa Giêsu dấu yêu khi Chúa trở lại. Amen. Chiến dịch cầu nguyện 28, cầu cho sự hiệp nhất của tất cả các giáo hội thuộc Kitô giáo. Lạy Thiên Chúa tối cao, chúng con quỳ gối trước nhan Cha để nài xin cho sự hiệp nhất của tất cả con cái Cha trong chiến đấu để nhằm gìn giữ các giáo hội của Kitô giáo trên trái đất. Xin đừng để cho sự khác biệt chia rẽ chúng con trong thời gian bồi sao khủng khiếp trên thế giới này. Trong tình yêu dành cho Cha yêu dấu, chúng con nài xin Cha ban cho chúng con ơn yêu thương nhau. Nhân danh con rất yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Chúng con thở lạy Cha, chúng con yêu mến Cha, chúng con hiệp nhất chiến đấu cho sức mạnh để gìn giữ các giáo hội thuộc Kitô giáo trên trái đất trước những thử thách chúng con đối diện trong những năm sắp tới. Amen. Chiến dịch cầu nguyện 38, cầu cho giáo hội Công giáo. Lạy Mẹ cứu đôi đầy ân phúc, xin cầu bầu cho giáo hội Công giáo trong những thời điểm khó khăn và cho Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 yêu quý của chúng con để xoa dịu nỗi đau khổ của Ngài. Chúng con cầu xin Mẹ là Mẹ của ơn cứu rỗi, xin che chở các vị đã được thánh hiến bằng áo choàng thánh thiêng của Mẹ để họ thêm mạnh mẽ, trung thành và dũng cảm trong những thử thách mà họ phải đương đầu. Xin cầu cho họ biết chăm sóc đàn chiên của họ dựa theo giáo lý chân chính của giáo hội Công giáo. Lạy Mẹ chi thánh của Thiên Chúa, xin ban cho chúng con là giáo hội còn sót lại của Mẹ trên trái đất này ơn lành đạo để chúng con có thể dẫn dắt các linh hồn hướng tới vương quốc của con Mẹ. Lạy Mẹ của ơn cứu rỗi, xin gìn giữ những người bước theo con Mẹ tránh xa tên lửa dối để bảo vệ linh hồn họ, nhờ đó xứng đáng tiên bảo công địa đàng mới trên trái đất. Amen. Chiến dịch cầu nguyện 53, cầu cho giáo hội Công giáo. Lạy Thiên Chúa là Cha, nhân danh con rất yêu dấu Cha, con nài xin Cha ban sức mạnh và những ân sủng để giúp các linh mục đứng vững trong cuộc bách hại mà họ phải trải qua. Xin giúp họ tuân theo sự thật về giáo huấn của con Cha là Chúa Giêsu Kitô
và đừng bao giờ từ chối làm suy yếu hoặc đưa ra những sai lệch về sự hiện hữu của bi tích thánh thể. Amen. Chiến dịch cầu nguyện 158, xin bảo vệ con khỏi sự giữ của tôn giáo toàn cầu. Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ con khỏi sự giữ của tôn giáo toàn cầu mới vốn không đến từ Chúa. Xin gìn giữ con trong chuyến lữ hành đến với tự do, hướng về vương quốc thanh thiêng của Chúa. Xin gìn giữ con cập nhật với Chúa mỗi khi con đau khổ và buộc phải đón nhận những sự dối trá mà những kẻ thù nghịch Chúa chuyển ba để hủy diệt các linh hồn. Xin giúp con kiên vững trong cuộc bách hại để giữ vững lòng trung thành với lời chân thật của Thiên Chúa khi đối mặt với những thơ giáo lý lầm lạc và những sự phạm thanh mà con có buộc phải đón nhận. Hơi của lễ là ý chí tự do của con. Xin dẫn đưa con vào trong vương quốc của Chúa để giúp con trỗi dậy và rao giảng sự thật. Khi người ta tuyên bố sự thật là dối trá, xin đừng để con thiếu can đảm, do dự hoặc chôn chạy trong sợ hãi. Khi phải đối mặt với sự bách hại, xin giúp con luôn kiên vững và trung thành với sự thật đến cùng. Amen. Chiến dịch cầu nguyện 163, xin cứu con khỏi cuộc bách hại. Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ con khỏi nỗi đau của cuộc bách hại nhân danh Chúa. Xin cho con được kết thiệp mật thiết với thánh tâm Chúa. Xin giúp con từ bỏ thói kiêu ngạo, tham lam, độc ác, thói tự cao tự đại và sự thù hận trong linh hồn. Xin giúp con hoàn toàn quy phục lòng thương xót Chúa. Xin xua tan nỗi sợ hãi của con. Xin giúp con thoát khỏi nỗi đau, thoát khỏi tất cả những sợi bách hại, để con có thể bước theo Chúa như một trẻ thơ khi nhận biết rằng tất cả mọi sự đều nằm trong sự quan phòng của Chúa. Xin giải thoát con khỏi sự thù hận của tất cả những kẻ tuyên bố là thuộc về Chúa nhưng lại ra là trôi bỏ Chúa. Xin đừng để miệng lưỡi độc ác của họ làm hại con, hoặc những việc làm sâu xa của họ làm con đi lạc khỏi con đường sự thật. Xin giúp con chỉ chú tâm vào vương quốc của Chúa, thả sông nhân lại trong phẩm giá của mình trước bất cứ sự sỉ nhục nào mà con phải chịu vì danh Chúa. Xin ban cho con sự bình an trong tâm trí, bình an trong tâm hồn và bình an trong linh hồn. Amen. Bài kinh Mân Côi. Chiến dịch cầu nguyện 26, lời nguyện trước kinh Mân Côi. Ôi nữ phương rất thanh Mân Côi, mẹ đã đoái thương hiện ra ở Fatima để mặc cài cho ba trẻ chăn chiêm. Kho tàng của các ân sủng được ẩn sâu trong kinh Mân Côi, xin truyền ban cho tâm hồn con một tình yêu chân thành của việc sùng kinh này, để qua việc suy gẫm các mầu nhiệm cứu độ được lặp lại trong kinh Mân Côi thì con được dồi dào hoa quả nơi các mầu nhiệm ấy, là đem lại bình an cho thế giới, sự hoan cải cho các tội nhân và cho nước Nga và các ân sủng mà con cầu xin mẹ trong chuỗi kinh này. Chúng con cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ giữ lòng trung thành với những giáo huấn của Chúa Kitô và có lòng can đảm để đứng lên chống lại những thay đổi nguy hại trong giáo hội. Xin ban cho con cái Thiên Chúa ơn phân định để họ không mắc lừa kẻ được gọi là cha của những sự dối trá. Xin bảo vệ Maria Divine Mercy và sứ vụ cứu rỗi các linh hồn. Chúng ta thinh lặng trong ít phút để dâng những ý cầu nguyện riêng tư của mỗi chúng ta.
Chúng con nguyện xin những điều này để tôn vinh Thiên Chúa hơn, cho vinh quang của chính mẹ và vì điều thiện hảo cho hết thảy mọi linh hồn, đặc biệt là chính linh hồn con. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nán đời quan phòng Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tàn sát, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba mười trong kẻ chết mà sống lại, đến trời từ bên yêu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ to tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Năm sự vui. Thứ nhất thì ngắm Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có cùng là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ,
và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa được xa hơn. Lạy Mẹ của ơn cứu rỗi, cầu cho chúng con. Thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabel, tái xin cho được lòng yêu người. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa chư tham dục, đừng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria đừng mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giê-xu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót. Lạy Mẹ của ơn cứu rỗi, cầu cho chúng con. Thứ ba thì ngắm, Đức Bà sinh Đức Chúa Giê-xu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà
Bà có cũng là hơn mọi người nữ cư và Giê-xu con lòng và cũng phục lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bạn. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng và cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giê-xu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Lạy Mẹ của ơn cứu rỗi, cầu cho chúng con. Thứ tư thì ngắm, Đức Bà dâng Đức Chúa Giê-xu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha thể con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước tham dục, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước cổ cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót. Lạy Mẹ của ơn cứu rỗi, cầu cho chúng con. Thứ năm thì ngắm, Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nhờ Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, như Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Lạy Mẹ của ơn cứu rỗi, cầu cho chúng con. Kính chào Đức Nữ Vương. Kính chào Đức Nữ Vương, bà là mẹ xót thương ngọt ngào cho cuộc sống. Kính chào lê cây trông, này con cháu Eva, thân phận người lưu lạc, chúng con ngựa trông bà, kêu bà mà khóc lóc, than thở với dịch la, trong lũ đầy nước mắt. Bà là nữ tràng sư, nguyện đưa mắt nhân từ, kia đoàn con nuôi lại, và sau đời cô ai, xin bà hưng tỏ ra cho đoàn con thấy quá phúc với lòng bà được Giêsu khá ai. Ôi lương ta khoan hồng, ôi tâm lòng xót thương, ôi dịu hiền nhân hậu, Trinh Nữ Maria. Lời nguyện kết kinh mừng côi. Lạy Cha, con một Cha đã sẵn sẵn cho chúng con thần thương cứu rỗi đời đời. Bởi công người đã sống, đã chết và đã sống lại, nay chúng con kính nhớ các mầu nhiệm ấy trong phép rất thanh mừng côi Đức Trinh Nữ Maria. Thì xin Cha ban cho chúng con được bắt chước gương lành tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và lãnh phần thưởng ưa ban nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin hãy nhớ. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ đất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ trắng nhân lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than vãn, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi, lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin một số lòng thương và nhận lời con cùng. Amen. Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Mikael. Lạy ơn Thượng Thánh Mikael, Tổng Lãnh Thiên Thần, xin cứu giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ. Chúng con sắp mình nguyện xin Thiên Chúa chế trị đau, cùng xin nguyên soái cơ binh trên trời, dùng quyền phép Chúa mà hạ Satan, cùng các quỷ dữ đang răng đuổi các thế gian,
làm hại các linh hồn, bắt chúng giam cầm trong hóa ngục. Amen. Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto 16. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nhớ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Anh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ và có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ và có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Chiến dịch cầu nguyện 96. Xin chúc lành và bảo vệ nhóm chiến dịch cầu nguyện của chúng con. Lạy Chúa Giêsu đất sâu yêu, xin chúc lành và bảo vệ chúng con là nhóm chiến dịch cầu nguyện của Chúa, để chúng con trở nên bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công độc ác của Satan và bất kỳ linh hồn xấu xa nào là những kẻ có thể bách hại chúng con trong sứ mệnh thanh thiêng này để cứu rỗi các linh hồn. Xin cho chúng con luôn trung thành và vững vàng, cũng như kiên trì giữ vững danh thánh Chúa trước thế giới, và không bao giờ từ bỏ nỗ lực để truyền bá sự thật về lời chi thánh của Chúa. Amen. Nhân danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Amen.